Tân Sơn Nhất Crowd, good evening. Bamboo Tree, the right stand number 1 tree, ready for boost bike and start. Bamboo 308, Tân Sơn Nhất Crowd, push and start, approved, facing East Kimmet, Coronis 1009. Boost bike and start, facing East Kimmet 1009. Babuchi tờ rồi. Ok, boost bike. Cockpit to ground. This is ground, stand by. Việt Nam 206, Squawk Charlie and contact Tân Sơn Nhất Tower on 118.7. Good flight, tàu bay nhé. Contact Tower 118.7, Việt Nam 206, let me check my squawk. We are cleared for start and push. Okay, cleared for push start. Please release parking brake. Parking brakes are released. Commencing pushback. You can start the engines in sequence. It will start in the sequence. Hân hạnh chào đón quý khách trên chuyến bay của Bamboo Airways, hãng hàng không của sự hiếu khách. Welcome aboard Bamboo Airways, the airline of hospitality. Kính thưa quý khách, vì an toàn của chuyến bay, kính mời quý khách theo dõi hướng dẫn về an toàn trên máy bay. Ladies and gentlemen, for the safety of the flight, may we have your attention for the safety demonstration. Khi đã lên máy bay, đề nghị quý khách không hút thuốc dưới mọi hình thức. Once on board, any type of smoking is strictly prohibited. Các thiết bị điện tử phải được tắt nguồn hoặc chuyển sang chế độ máy bay trong suốt hành trình bay. Electronic devices must be turned off or switched to flight mode during the flight. Quý khách lưu ý, không sạc pin các thiết bị điện tử trong quá trình máy bay lăn, cất và hạ cánh. Charging electronic devices is not allowed during taxi, takeoff and landing. Trong quá trình máy bay lăn, cất và hạ cánh, quý khách cài dây an toàn, dựng thẳng lưng ghế, đóng bàn ăn, xếp gọn chân ghế và màn hình. During taxi takeoff and landing, you are requested to fasten your seatbelt, set seat back upright, secure tray table, footrest and monitor. Quý khách đặt hành lý trong ngăn đựng phía trên hoặc xếp gọn dưới ghế phía trước. Carry-on luggage is requested to stow under the seat in front of you or in the overhead lockers. Không để hành lý trên lối đi, khu vực cửa thoát hiểm, dưới chân các vách ngăn và phía sau chân của quý khách. The aisle, the exit rows, the area under fixed bulkhead and behind your leg must be clear of any luggage. Quý khách cài dây an toàn trong suốt thời gian bay và khi đèn hiệu cài dây an toàn được bật sáng, dây an toàn được cài như sau: cài hai đầu khóa vào nhau. Nếu vai ghế có thêm một đầu dây móc, quý khách bắt chéo dây ngang người, cài đầu móc vào khóa, kéo một đầu dây để siết chặt và mở bằng cách nhấc hoặc bấm đầu khóa. Nếu quý khách đi cùng trẻ em hoặc cần dây an toàn nối dài, vui lòng liên hệ với tiếp viên hàng không để được trợ giúp. Quý khách vui lòng cài dây an toàn và để dây trong tầm nhìn để tiếp viên hàng không kiểm tra an toàn quan khách. Distribution of infant seat belt or extension belt will be provided by cabin crew. Please make sure your seat belt is fastened and visible to the cabin crew. Whenever seat belt sign is on, please fasten your seat belt and keep it while you are seated. Your safety belt is fastened like this. Insert the metal buckle into the other for additional shoulder belt. Cross the belt in front of your body, then hook the metal buckle into the lock. Tighten by pulling the strap and unfasten by lifting the buckle or pressing on the lock. Parking brake set. Lowering aircraft. Thực hiện mức áp suất, mặt nạ dưỡng khí sẽ rơi xuống từ phía trên ghế ngồi và trong phòng vệ sinh. Quý khách kéo màn mặt nạ để có dưỡng khí, đeo mặt nạ lên mũi và miệng, choàng dây qua đầu, siết chặt. In case of decompression, oxygen masks will be released from the cabin ceiling and in the lavatory. Holding position, waiting for the visual. Thank you and goodbye. Start the flow of oxygen. Place it over your nose and mouth. Wear the plastic band over your head, then tighten it. Quý khách hãy đeo mặt nạ cho mình trước, rồi giúp trẻ em và các hành khách khác cuối cùng cần giúp đỡ. Please put on your own mask first, then help the children and anyone nearby who may need assistance. Trong trường hợp thoát hiểm, hệ thống đèn chỉ lối thoát hiểm sẽ dẫn quý khách đến cửa thoát hiểm. In case of evacuation, emergency light system will guide you to emergency exits. Trong khoang khách có 8 cửa thoát hiểm, 2 cửa phía trước, 4 cửa ở giữa và 2 cửa phía sau. Quý khách lưu ý xác định cửa thoát hiểm gần nhất và các biển báo chỉ dẫn. Áo phao được đặt dưới ghế ngồi của quý khách hoặc phía dưới bên cạnh ghế. Chair front
5, please stand by due to traffic. Mặc áo choàng qua đầu và thắt chặt dây quanh eo. Quý khách lưu ý không được làm quần áo khi ở trong khoang khách. Life vests are located under your seat belt. Next time, when instructed by cabin crews, remove it from its location and pack. Bamboo 30S, let's leave our taxi. Bamboo 30S, taxi to 25 left by Victor 01, hold up 25 left. Taxi hold short to 5 left by Victor 01, Bamboo 30S. There are a whistle and a light on you. They're from 815, push and start approach facing east, direct 1009, Carson traffic, Bamboo A320. Or when instructed by cabin crew only, infant life vest will be provided and instructed by cabin crew. Trân trọng cảm ơn sự theo dõi của quý khách. Chúng tôi rất mong quý khách sẽ có trải nghiệm an toàn và thú vị trên các chuyến bay của Bamboo Airways. We thank you for your attention and we hope you have a great time on board with Bamboo Airways. Turns on the ground, good evening, UPS 8605, ready for push and start. Last station, call your consignee. This is UPS 8605, ready for push and start. UPS 8605, you're clear to push and start. Approve facing north on Sierra 5, correct 1009. Push and start approved, facing north and on Sierra 5, QNH 1009 or UPS 8605. Bamboo 30X, Squawk Charlie and contact Johnson Yacht Tower 118, Decimal 7, have a good flight. So, Charlie and contact Tower 118, Decimal 7, have a good day, Bamboo 30X. Daniel. Tanya sang nhất tham vào Bamboo 30S, hold short runway 25. Bamboo 30S, caution runway 25 left, you clear for takeoff wind variable 3 knots. Clear for takeoff 25 left, Bamboo 30S. Anh kia, anh Vy contact terminal chưa? I don't know. Ủa dưới có terminal, contact terminal chưa? Có rồi anh ạ. Ok. Contact anh Tâm. Anh Tâm, hai Tâm. Em vừa contact rồi, anh ấy cho em lao lên 19.000 rồi, không cho lên đấy. Không cho lên 23. New cruising altitude 190. Ok, run lên TikTok. Anh là 23.000 đúng không anh ấy? Ừ, anh 23. Mẹ lên kịp không ta? Đâu lên vẫn kịp ấy chứ. Anh hết là 6 đít này. Mẹ có cả traffic cộng 6 cộng 5 hay đi hàng Đức nhỉ? Ở đây là ở đó.
Nani, who that? Đấy, bây giờ mình tích cọp. Sunset approach, Vietnam to logistic, confirm that my cruising flight level is 230. Continue climb to 190, Vietnam 206. AP 1 check. Tàu không nặng lắm, chắc lên được. Nói thế rồi mà anh Tâm chả hiểu gì cả. Bubble 3 Threat Airborne. Contact terminal 1255 today. Contact terminal 1255 Bubble Tree 3. Tâm xa nhất terminal gripping Bubble Tree 3 passing 2800. Sorry anh. Edit. Bubble Tree 3 tăng trên terminal Woody Benin identify. Continue climb flight level 190 and direct question only lump for flight level not 190. What the fuck? Glide flight level 190 và vị trí direct. Có gì đó khá là lộn, lộn rượu xong à? Có gì đó sẽ sai anh ạ. Bubble 3 0S direct Kadum. Direct Kadum, Bubble 3 0S. Đấy, cả đồ. Chơi xong rồi, ông Tâm cũng cho mình lên 23.000 rồi. Chết à. Để nhắc mà Vietnam 2 Zurich maintain available 190, ready to climb to flight level 230. Trời ơi, anh nhiều nhấp nháy thế. Không nghe trên đài em ơi. Không nghe trên đài à? Ừ. Vietnam 2 Zurich radio check. Vietnam 2 Zurich commodity unicom 122 decimal 8 good day. 122 decimal 8 goodbye. Vietnam 2 Zurich. Phần nồi lên một xíu nó ỏm rồi, rất là mệt. À không, em tự climb quên hết khẩu phận rồi. À what the 507 là em chết là mẹ chỉ lên 21 thôi. Thì là em tự climb lên after second. Em chỉ lên 21 là for second left 060 continue descend 5000 feet. Left 060 radar vector descend 5000 Qatari 507. Đèn dưới sân nháy loạn xạ này. Terminal là bay quá xa rồi. Too far. Tàu dưới sân anh đèn nháy sáng quá luôn. Last station con sát. Xem mẹ SMA đang ở đâu nhỉ? Vietnam Airlines. SMA bây giờ mới đến đoạn đấy. Vietnam Airlines 253 recycle truck. Ui, có mẹ mấy ông ở mẹ Nội Bài về đây. Quốc number 5702 Việt Nam chủ đến rồi, đến rồi, ủa đấy là altitude 1000 feet by dollar. Sao nó không e-clear với cái liên khương vậy nhỉ? Đức Nguyễn Vietnam 253 3 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
Caution descend 5,000 feet, turn at 1009. Respect, Alright, bắt đầu con dâu rồi. Điền cái đi xa xe xếp 18. Cái gì anh? Lại lừa 230 phải hơi cao. Đúng rồi, cao ấy luôn anh ạ. Cao nó quả to, quả to đi xe anh ạ. Vị đá đất còn nữa thì nó càng cao. Ừ, đúng vậy. Không đá đất là lên được luôn đi. Lừa bỏ mọi chúng ta anh vẫn lên trước cao đôm được. Đúng vậy, nếu mà anh mở Expedite Clam. Không Expedite đâu, vẫn lên được. Cái Varo của cái này là bao nhiêu anh hết à? Đợi xí, đợi xí. Check. Bọn em có trả vào đó. Em có, nhưng em đang lên mở, em tưởng anh nhớ luôn rồi. Không, 4.600, 4.300 anh, trả nhá. Đây, wait for me. À 3.700. Cái gì đấy? We contact me on 3573. Vietnam 206, would you? Vietnam 206, traffic là white heading. Question continue expedite descent your choice. Right heading expedite descent my choice, Vietnam 206. Please let me know. Very good evening. Bamboo 1003, xin chào. We are passing 18,000 and inbound Dallas. Bamboo 1003, traffic ahead. Stop descend 18,000 feet. Chairman 10, 18,000. Get Bamboo 1003. Come 206, clear traffic and monitor Unicom 122. That's my good day. Clear traffic, Unicom 122.8, Vietnam 206, goodbye. Ui, thật cao hình, tự nhiên thấy Expedite Descent hết thì. Bố tâm vừa là bố tâm. Mẹ, tên này thì hỏng hết kế hoạch của con rồi. Con dâu của con nó lại cao rồi. Có khai tiếp về Đà Lạt không nhỉ? Có anh. Vietnam 1, correction Bamboo 1223, passing 18,000. Bamboo 1003, please confirm continue maintain 18,000. What are 507, right at 0050? Huh? 3573. Are you right heading 050? Affirm, due to traffic ahead. Are you right heading 050? Not the traffic on our DCAS, Bamboo 1003, identify, expand our attention, wait and wait 255 for the radar vector. White and descend 5,000 feet. 5,000 to 10, expect radar vector approach runway, pressure IS approach runway to far right. Bamboo 1003, clear net 1010. 1010, thank you, sir. Airfong A15, say your indicator speak. I-15, go to direct cardamom and continue climb 1
Level 1 and 0. Chứ gì chứ? Level 1. Rồi, direct and climb to level 190 and 1. 253, continue descent 2000 feet, clear hours at Dragonway 25 right. Continue descent 2000 feet, clear hours at Dragonway 25 right, Vietnam 253. And Vietnam 253, after it's public, maintain speed 180 knots until 6 DME. Roger, after it stopped at speed 180 knots until 6 DME. Vietnam là bao nhiêu feet đúng không? Vietnam là lại. Cái spoiler đi nào ấy? Độ cao sân bay 3.001. 3.001 feet là cái descent 18.000. Bamboo 1003 stop climb 18.3 là mình cảm ơn 54 check này hơn 54 70 check này cắt one từ giờ cái nút approach quanta 507 left turn heading 260 left 260 battery 507 Water Wave 507, Catarino descent 3000 feet. Continue down 3000, Catarino 507. Special Terminal, good evening, we are frozen miles, but we are descending to 11000 at Sarah. Data 405, recycle SWAT 5715. SWAT 5715, Data 405. Data 405, descend and 11000 feet. Sân này anh bị hay bị cao lắm, chắc đi xe trước. Đi xe này hay bị cao lắm, đi xe Mandate hay bị cao. Tại vì nó bị ấy anh ạ, nó bị cái, có nghĩa là cái sân nó nằm ở trên một cái kiểu cái đồi ấy. Vietnam 405, speed 220 knot. Passenger terminal, the jet 8667, descending 1704110. Set 8667, squawk 5720. Squawk 5720, the jet 8667. And we set 8667, continue to descend 12,000 feet and speed 220 knots. Descend 12,000 feet and speed 220 knots, the jet 8. 4-3-2. Xuống dưới chơi anh ấy này. Hả? Xuống dưới chơi anh ấy này. Xuống đâu? Xuống dưới group fly anh. Chúng nó ở dưới mà. Thế à? Sóng approach bận rộng vãi lìn. Bận rộn vãi. Sóng approach có 4 con máy bay từ Hà Nội. Vừa nay anh còn phải mày expedite descent mà em. Căng thẳng. Đủ xếp tâm say rồi. Tí có thế cô không phúc gì. Ôi con 112 nãy em quên set cho nó là taxi nhé. Ok. Phúc tắt mic nhé, con tắt rồi. Tí xếp cô cũng được. Không khỏi. Bà già ganh à? Chứ gì nữa. Để xem tí phúc chơi không thì rồi anh xếp cùng luôn. Từ cắt 3 thành cắt 1 mẹ này, cái lời gì vậy? Mẹ cắt 3 tiếp lại. Flop 1 speed check.
tâm cho quả descent này làm gì descent energy management được nữa. Con đấy thì descent energy management mà người cái gì à đập địt mẹ để chết à? khách trong cabin ngạt luôn à? Đúng rồi. Địt mẹ. Transition là 100 đúng không? Transition là 110 thì phải. Đúng rồi. A huge misunderstanding. Wait, very busy in terminal. You are on terminal. No, I'm the terminal frequency and it's very busy, so I cannot hear anything. He is flying. Dom, right? How to pronounce his name? Dom, right? Yeah. Dom. Dom. Oh, I am so good at Vietnam. I go to the Hong Kong server, right, and then I go and speak Cantonese, right, and then James come in, right, and he's like, since when you speak Cantonese? He was so surprised. Wow. Okay, I will close the camera tower now. I play CS. Yeah. You play CS, go on! I kind of want to ask Amos if I can control. You play CSGO until when? One game only lah. One game. Okay, left turn. Lock myself stably. Phương hết là thành nhai rồi. Okay, anyway, so apparently some of the scenery only have one runway, that's why he only have one departure. Scenery is fucked up. Okay, alright, bye bye. Oh, what? Nani? Chắc là chú ý ở bên kia nói tiếng Cantonese rồi. Cantonese là nó là cái tiếng Trung phồn thể, Trung Quảng Đông. Thế bọn đấy là Trung phồn thể, Trung giản thể nhỉ? Không, hẳn một tiếng khác luôn này, nhưng mà cái trung từ nó khác. À đủ. Tiếng âm rồi, tiếng nó. For free. Speed check, glass of star. Fluffle. Speed check. Mr. Approach attitude 6,000 feet. Final. Runway inside. 2000 check. Frequency set. Đức Kiều làm quà bang ankle check. Bang ankle check. Bắt đầu hồi đi cân bằng. Bang ankle check. AP op cut one. Check. Minimum. Wow. Bang ankle check. Nị. Cái lồng má. Final rồi. Final rồi anh ạ. Land mẹ rồi. Đúng rồi, cái terminal bận rộn quá đi. Đây, mọi người cho mọi người xem land nè. Thằng Di được anh Tâm khuyến mãi đi phu nạc. Traffic thôi, traffic thì phải phu nạc thôi. Tailwind 2 knot. Tail. Hello. 1000 table. Hello em. Hello em. Ủa Phúc ơi. Ủa cái mẹ ra để nói gì vậy? Quên rồi thì thôi. Mai nói. Quên rồi thì đáng nhớ chứ. Kota 507. Qatari. Thằng Đức đúng không? Đúng. Mẹ cái Đà Lạt của anh nó ốm tối lắm Đức ạ. À Phúc ạ. Continue. Đà Lạt thì nó tối về là đúng rồi đấy. Tụi mình cả có autogen cơ. À, cái vừa nãy anh thằng Đức có chỉ anh vẫn chưa chỉ đủ đi con mẹ cái ấy này sai rồi. Cái localizer này sai rồi. 7:28 stable. Hú, ui, thì sao 7 tiếng? Nó hú rồi. Ủa cái 64-35-30-15-0 ở trên cái 07L25R là cái gì Đức? Ma cái slope.
Úi giời. Spoiler. Em win for not. Reverse screen. Sàn. Decel. Manual break. Idle reverse. Xôi 1.2 luôn anh ạ, đỉnh quá. Spoiler. Reverse. Reverse screen. Decel. Etinot, Kruno. 17 ra. 70, Menor. Thì xe gồm không phúc nhỉ? Theo Win đang ghét nhá. Ok. Quên bật hẹn. Hey, Bill, stand by. Tạm flop one. 1.54 rồi à? I think. Lại quên xóa cái chữ flyable rồi, nó chồng hai cái lên nhìn buồn cười quá. Alex Pumzon. Tốt thật APU. Anh nhìn thu shut down. Lắp retracted. Bỏ trở đi sao? Tập break low. Đi sao? Break low. Lên khương à, là cam ranh à? Lộn. AP on. Approach này, AP turbo. Lockstar. Check. Nãy giờ lên heavy VHM là tuyệt vời luôn. 2000. Bamboo 0 at 308 go round. Negative. Negative. Asata go round bao nhiêu ta? Go round sân này bao nhiêu vậy? Có 6000 anh ạ. Mấy? 6000 anh ạ. 6000. Một con 31 nó chip mẹ nó cái ghế này về. Cái stand heavy gây 33, cái ghế 33. Stand 33 chứ. Bình thường là Lotto. Thằng sân bay hết sân thì phải cho nó vào đấy chứ. Mày biết sao chưa? À hả. Đậu đâu kìa. Ok, tí nữa là đến 05 thì engine 2 and 3 sẽ là off. Off hết luôn, kéo tức ra đỡ thằng. Ok, get out. Get out. Có lẽ ao mày. Phúc kiểm tra lại mẹ mấy cái thằng ấy đây nhá, mấy cái thằng Marshaller đấy nhá. Thế sao em? Mẹ nó chỉ mất dạy em, toàn chỉ đi bán cứt. Cái lần đây cái đeo tree green. Tree green. Đây, bây giờ vào. Em phải lắp phone. Đến đây nắng mưa mà em đứt cả đồng nào nên nó vậy anh ạ. Em bóc đồ đó á. Gì Muslim ấy em ạ. Nhân công Muslim nó qua đây em thuê free đấy. Ông Phúc còn làm quả mẹ chống được chi chống giặc này mẹ. Tí xe con Phúc. Ok. Có phải lạch nhờ. Nhờ thiếu được. Theo Win đây anh ạ. Ừ, đây. Theo Win chú nó 5 knot đây. 5 knot à? Thế vừa nãy chắc của em lên mẹ 5 knot rồi đấy. Đâu đang giảm đang xuống. Giờ như này anh kia là anh thấy cái đường bên trái của anh không? Anh bay theo xong rồi anh vòng đầu hạ lại anh ngược lại bên kia. Master S này. Ok, 1000 stable. Là theo anh muốn nó từ bên trái cái đua này.
phát tin Li One Alpha. 100 above. Phúc ơi. Sao nhỉ? Sao nhìn quả này hạ cũng bình thường mà sao mẹ nó bảo tên này mà sao phải ok đấy nhỉ? Li One Alpha đang chờ. Thằng thấy thằng Ân nó đi tin Li One Alpha. Hạ ngon mà em gì? Thì nó bị nhạy quá đúng không? Đúng rồi. Khi mà cái bảng đen đen kia. 200. Đấy mẹ nhiều khi nhá, mình hạ ngon thì bảo chuẩn và mình hạ như cứt là lại bảo nó nhạy lại. Cuộc sống đi. 50, 40, 30, 20, 20, kiếm cái tàu nào á mà nó đo trong chính cái tàu đó luôn đấy, cái đấy thì nó chuẩn. Thế mới khó em ạ. Bây giờ lại không có tàu nào như thế mới đâu. Này chứ hạ như này bình thường chứ ha. Có mấy tàu trăm tỷ ở ngoài đấy. Spoiler, reverse screen, đi sao? Em nhìn này, hạ lại bình thường đúng không? Tại vì anh không thấy quả này hạt lắm đâu. Thằng ân flow cũ rồi gì? Quả này ngon mà. Nhưng mà sao bọn nó 21 nó toàn hạ vậy mà. Đúng rồi mà. Đấy, có dung gì đâu mà nhỉ? Nhưng mà tại sao thằng chúng nó lại đi one alpha hết nhỉ? Thì ảnh hưởng gì đâu anh? Không, mình chỉ thắc mắc thôi. Mày hâu ở đoạn này đẹp đi one left thì đi one alpha thôi, sao đâu. À chuẩn center mà hạ đạp về center line chuẩn luôn. Thế nội bài là take off 1-1 left arrive 1-1 right hả? Đi bang ra anh. Oh 1-1 left, oh 1-1 right. Không có. Tóm lại em cần gì? Em chỉ cần biết là nội bài nó hay dùng hai cái đầu 11 thôi, chứ nó không dùng đầu 29 đâu. Ít khi lắm. Lâu em cũng không hạ đầu 07 Tân Sơn. Đầu 07 Tân Sơn có VOR đâu đúng không? Không, sao Iraq mới là có iOS ở đây, nếu mà Iraq sau là có iOS bị lại rồi. Thế để anh xem trên chat xem nó có không nhá. Chưa có anh, chat chưa update. Không, chat của Jefferson cơ. À đương nhiên là chat chưa update rồi anh. Cục mới có chưa mới có phép của cục. Xem nào, Tân Sơn là approach. Bây giờ chỉ có ONP runway 07 right này, mới view all thôi. Mẹ chính là cái sân đấy view all sân cái đầu đấy cũng dễ mà. Anh ấy chơi ngày luôn không anh? Chơi gì? Bác chơi đúng vậy. Engine 1 and 4. Này đang muốn bay em ơi. Này đang muốn bay à? Anh muốn bay đi đâu nữa? Anh không biết nữa. Tại cặp toàn không bắn không bay. I'm good, he's up here, cross check, thank you. Xem Master 2S land, land rồi à? Hả đủ? Land rồi mà. Có reply, có reply. Ok anh. Play này là anh cài thêm hay là nó có sẵn trong sim, anh nhớ trong sim không có? Hả? Cái replay là nó có sẵn trong sim hay là sao? Anh recording em ạ, mày anh có chưa full flap với cả spoiler nữa. Cái thằng Squidward là nó dùng cái gì mà như kiểu em quay phim ấy Đức Phộ Phúc. Cái nào? Anh chả nhớ nữa như này. Đây để anh stream thôi. Có lẽ nó dùng cái củ đỡ gì ấy. Cái này viết trong phim nó chắc khó. Live stream cái gì? Bom men đập bàn cái gì? Bom